Hình như hai cái hộp kim loại hạt với cơ thể Chamberlain hùng mạnh ta rồi. Nó có vẻ không ổn chút nào. Nó có vẻ không tốt cho lắm. Đừng lo cho ta, Ellie. Chỉ cần hứa với ta là hãy là chính con. Nếu mình chỉ cần bay vù vù xuyên qua mấy bức tường, có lẽ mình đã có thể cứu được bác rồi. Và chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mình đã làm gì vậy? Nếu như bác ấy không phải là bác ruột của mình thì đã sao chứ? Bác ấy là gia đình duy nhất mà mình có. Cậu đúng rồi. Bác ấy không thể chết. Bác ấy là ma mà. Tôi phải tìm bác ấy. Dù thế nào, dù ở đâu,